Tiếp tục bài tiếp theo. Tiếp theo là đề của Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Tất nhiên là chúng ta có thể giải bằng hai cách, thậm chí là nhiều cách bài này. Bây giờ giải thế nào? Giải bằng phương pháp tích phân hữu tỉ cũng giải được, nhưng mà nhìn kỹ thì nó còn giải nhanh hơn. Thì người ta chọn nhìn ra một cái đề mà mình phải hình dung ra nó nhìn những cách nào. Cách một ở đây là chúng ta nhìn thấy là x chia cho x bình trừ 1 thì là x chia cho x trừ 1 nhân x cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ viết ra thành là A chia cho x trừ 1 cộng với B chia cho x cộng 1. Cái này các em tự làm, thầy không làm theo cách này nữa. Đấy, cách thứ hai. Cách thứ hai chính là đặt t bằng x bình trừ 1. Thì lúc này chúng ta lấy vi phân chúng ta sẽ được là dt bằng 2x dx. Đúng chưa nào? Ôi giời ơi, trên tử ra, nhìn trên tử chưa? Đó. Như vậy là chúng ta sẽ rút ra được là x dx thì bằng dt trên 2. Đúng chưa? Tiếp tục đổi biến đổi cận. 23. X bằng 2 thì t thay vào đây. 2 bình trừ đi 1 bằng 3. X bằng 3 thay vào 4 bình. 3 bình là 8 trừ đi 1. À, 3 bình là 9 trừ đi 1. Ô thế chứ. Nhầm không nhỉ? Rồi. Cái thằng ban đầu của nó là của cái này. Như vậy là nguyên hàm ban đầu là từ 2 đến 3 của x bình dx. Ô thế chứ, nhầm, của x dx chia cho x bình trừ 1. Như vậy nó sẽ bằng, đây, nhìn đây này, x dx thì nó là dt trên 2 rồi. XD thì là DT trên 2 rồi. Thế còn ở dưới mẫu x bình trừ 1 thì nó chính là T. Như vậy là nó, à quên, xin lỗi, cận đổi đi, 3 đến 8. Như vậy là 1 phần 2, 3 đến 8 của DT trên T. Thì nó ra loga Lebesgue, đúng chưa? 1 phần 2 loga Lebesgue trị tuyệt đối của T cận từ 3 đến 8. Thay vào là xong. Như vậy bằng 1 phần 2 loga Lebesgue của 8 phần 3. Đây nhá, thay vào đây nhá. 1 phần 2 chung này, loga Lebesgue của 8 trừ đi loga Lebesgue của 3. Loga, hiệu các loga bằng loga bằng thước. Đúng chưa? Như vậy là bằng 1 phần 2 loga Lebesgue của 8 phần 3. Được chưa? Ở chỗ bạn đọc xem được chưa? Nhìn xem ở trên điện thoại cái vạch của nó, cái vạch wifi của nó có chuẩn nhá. Như vậy là chúng ta sẽ ra được là 1 phần 2 loga Lebesgue của 8 phần 3. Như vậy là nó ra phương án B. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái cách mà không cần đổi biến nữa, phải quen dần thì cho nó quen đi. Đó là lấy vi phân của thằng này. Vi phân của x bình trừ 1 thì chính là 2xdx. Như vậy là xdx sẽ bằng 1 phần 2 d của x bình trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ viết được cái kia như sau. 2 đến 3 của x chia cho x bình trừ 1 d. 2 đến 3. 1 phần 2 của d của x bình trừ 1 chia cho x bình trừ 1. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ nhìn ra ngay luôn. Cái này là ở trên lớp ít luyện kiểu này đúng không? Thường là đổi biến. 1 phần 2 loga Lebesgue trị tuyệt đối của x bình trừ 1. Bởi vì trong này lúc đấy mình hình dung cái này nó trong đầu nó như là chữ U ấy. U, DU. À, DU chia cho U thì nguyên hàm của nó là loga Lebesgue trị tuyệt đối của U mà. Cận từ 1, à 2 đến 3. Anh phát xong luôn. 1 phần 2 thay con 3 vào thì là loga Lebesgue của 9 trừ đi 1 là 8. Thay con 2 vào thì là 4, 2 bình là 4 trừ đi 1. Ra luôn.
như vậy là bằng 1 phần 2 log Lepe của 8 phần 3, thế là xong. Quá nhẹ nhàng. Xong rồi đấy. Thế là ba cách diễn đạt khác nhau nhé. Cách đầu tiên thì là dùng phương pháp đồng nhất hệ số. Bởi vì sao? Bởi vì nó là dạng hàm phân thức. Cách thứ hai là vì cách thứ hai và cách thứ ba là xuất phát là cái đạo hàm của mẫu đặt lên trên tử thì nó tỷ lệ. Đạo hàm của mẫu là 2x mà nó tỷ lệ với trên tử, cho nên là nó sẽ nhanh hơn với cách 1. Nhanh hơn cách 1. Khi đạo hàm của mẫu mà đặt lên tử mà nó tỷ lệ thì chúng ta sẽ làm cái đấy nó nhanh hơn. Thế thôi. Như vậy là bài này đã được giải quyết xong với ba cách khác nhau. Tiếp tục xin mời làm đề ở trước mặt nha. Quyền. Thầy còn từ 2 đến 2 hả? Ờ, từ 1 đến 2, đúng rồi, quên bỏ sửa, quên mất. Đánh máy vẫn quên không sửa. Từ 2 đến 2 nó bằng 0 luôn nhé, đây là từ 1 đến 2 em ạ. Đó, sửa trong máy tính cuối cùng lại quên mất. Từ 1 đến 2 nhé. Từ 2 đến 2 bằng 0 luôn. Dạ xe ạ. Bài có gì không? Chúng ta lại dựa vào cái chỗ mà E mũ U đạo hàm ấy. E mũ U này. Đạo hàm thì nó bằng E mũ U nhân U phẩy, cho nên là d của e mũ u thì nó bằng e mũ u nhân u phẩy nhân dx. Thì áp dụng vào trong cái bài này thì là d của e mũ 3x trừ 1 thì nó chính là bằng 3 e mũ 3x trừ 1 dx, đúng chưa nào? Cái này cứ làm nhiều nó sẽ quen. Từ đấy chúng ta sẽ rút được ra là e mũ 3x trừ 1 dx sẽ bằng 1 phần 3 D của E mũ 3X trừ 1. Tập làm cái kiểu này cho nó quen đi. Bởi vì cái này nó có cái hay là nó không cần phải đổi cận. Cứ thế là bươn thẳng vào. Nào, sau khi viết được cái này ra rồi, xong lên lấy dấu nguyên hàm vào từ 1 đến 2. E mũ 3X trừ 1 D. 1 đến 3. 1 đến 2. D của E mũ 3X trừ 1. Thì nguyên hàm, nhớ cái nguyên hàm của 1 là chính nó, nhưng bây giờ nó ở trong này nó là cái này thì nó phải là ra u. Nguyên hàm của 1 là x, nhưng nguyên hàm cái này nó theo u thì nó phải ra u, đúng chưa? Như vậy là bằng 1 phần 3 e mũ 3x trừ 1 cận từ 1 đến 2, đặt 1 phần 3 ra ngoài thì ở trong sẽ còn e mũ 5 trừ e mũ 2, thế là xong. Được chưa? Rất dễ dàng. Ô thế chết, không trùng phương án rồi. À, ra đến đây rồi nhưng lại còn xe ạ. Ừ đúng rồi, nhưng lại còn phải chỉ tiếp đề bài nó bảo cái gì nhỉ?
M của chúng ta là bằng 1 phần 3 đúng không? P là bằng 5 và Q là bằng 2. 1 phần 3 cộng với 5 cộng với 2, 1 phần 3 cộng với 7, 22 phần 3 đúng rồi. Đấy, nó hỏi thế, nó hỏi kiểu đấy để cho không bấm máy được. Nó hỏi kiểu này bấm máy đứa đường không biết bao nhiêu mà tìm. Chết giả. Rồi, xong. Xin mời tiếp tục. Câu tiếp theo. Ra chưa? Em ra 9 con thầy ạ. Là 9 này, cái hay đánh máy nhầm nhỉ, chết giả. Có bạn nào có đáp số khác không? Ra 6 con thầy. À, chúng ta xem là kết quả là ai đúng nha. Cũng có thể có đánh máy nhầm, hôm nay có một bài thầy cũng làm toát mồ hôi đáp số chả đúng. Nói khi nó có khi là mình nhầm một chỗ rất đơn giản mình không để ý, đi thi nó cũng thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm xem là thế nào nha. Và bây giờ thầy đã tập trung vào cái mà không cần đổi biến đấy, nhưng mà cũng phải có một thao tác nhỏ nhỏ là tính ra ngoài giấy nháp, tính cái này trước này. Đầu tiên là e mũ x bình cộng với 2 đạo hàm thì theo công thức là e mũ x bình cộng với 2 nhân với x bình cộng với 2 đạo hàm
Như vậy nó sẽ ra là 2x e mũ x bình cộng 2. Đấy, đạo hàm nó thạo rồi thì sẽ sang chuyển sang vi phân này, chuyển sang vi phân này. Như vậy là vi phân của e mũ x bình cộng với 2 nhân thêm dx vào đằng sau thôi. 2x e mũ x bình cộng với 2 dx. Nhìn thấy chưa? Như vậy là nó so với cái này nó thiếu còn 2 đúng không? Đó. Như vậy chúng ta sẽ rút ra. Đấy nha, thầy làm rất chậm nha, đầu tiên lấy đạo hàm trước. Sau đó chuyển sang vi phân này. Vi phân của hàm số bằng đạo hàm nhân vi phân của đối số mà. Như vậy là x e mũ x bình cộng với 2 dx sẽ bằng 1/2 của d e mũ x bình cộng 2. Sốc đó là các em sẽ làm nhanh hơn thầy bây giờ đấy. Trẻ khỏe bao giờ làm cũng nhanh hơn. Cái phương pháp của thầy rất rõ ràng rồi, làm thế thôi, đúng không? Bây giờ mình mới thay cho cận vào nha, cho cận vào này. 0 đến 1 này, x này, e mũ x bình cộng 2 dx. Sau này các em làm quen rồi nó nhanh lắm, không cần phải đổi biến gì cả. Vẫn là 0 đến 1 d của e mũ x bình cộng 2. Cái này bằng cái gì nhỉ Hạnh nhỉ? Hạnh ơi, đọc trước đã, nó bằng cái gì đã? Em thầy bằng 1/2 gì nữa? E mũ x bình cộng 2. Đúng rồi, thế là cận từ 0 đến 1 phát thay ra vào cận là từ 0 đến 1. Ừ rồi. Như vậy là nó sẽ bằng 1/2 e mũ 3 nhỉ, trừ đi e mũ 2. Đó, bây giờ mới lắp xem công thức của chúng ta ban đầu thì nó sẽ ra cái gì thôi. Đúng rồi. Như vậy là A bằng 1 đúng không? A bằng 1, B bằng 3. A bằng 1, B bằng 3 và C bằng 2. A bằng 1, B bằng 3, C bằng 2. Vậy tổng của chúng bằng 6, đúng chưa nào? Ô thế thì Quỳnh Anh làm sao ra 9 nhỉ? Em đặt x bình cộng 2 bằng T. Kiếm. Có phải là bằng 2dx bằng dt, bằng dt trên 2 bằng xdx đúng không thầy? Đúng rồi. Thì em đổi cận là x bằng 0 thì t bằng 2. X bằng 2 thì t bằng 6 hả? X bằng 1 chứ. X bằng 1 chứ. Thế em là nhầm sai, cận. Thay sai, em viết từ 0 đến 2 thầy ạ. Đấy, đổi cận nó cẩn thận, nó nhầm ấy. Nhầm. Không, em viết đề bài từ cận từ 0 đến 2 thầy ạ. Thế à, hay đề nó thế nhỉ? Từ từ ta xem lại. Đề đúng rồi thầy, em sai. Hình như là Phụng là cái bạn út, bạn Phụng Anh, bạn đang ngồi xem chị học à? Tiếp tục. Bạn ấy đang học thầy ạ. Thế à, cũng học toán thôi. Cả nhà bốn chị em ngồi học phát là chết giả nhỉ. Bài tiếp nào.
À, bây giờ thì chúng ta cũng làm tương tự như ở trên, thì là làm thế nào? Chúng ta lấy e mũ mx đạo hàm trước. Thì đây nó có dạng là e mũ u, đúng không? E mũ u đạo hàm bằng e mũ u nhân du. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nhân hai vế thêm chữ dx vào. Thế thì bên 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 phải là cái gì? Bên phải chính là d của e mũ fx. Còn bên trái là cái gì? Bên trái là bên trái, là quên, xin lỗi, nói ngược. Bên bên phải là cái, chính là bên phải là cái gì? Rồi, đấy. Như vậy nó giống cái này chưa? Đấy. Thế thì như vậy là trong bài này nó sẽ bằng cái gì? F phẩy x này, e mũ fx này, dx này, cái này thì nó bằng d của e mũ fx, các em cứ làm nhiều nó sẽ quen nhé. Tiếc là hồi trước mình không luyện nhiều cái này. Không, bây giờ mình vẫn còn cơ hội sửa chữa. Đề bài cho cận từ đâu đâu nhỉ? Cận từ mấy mấy nhỉ? Từ 0 đến 1. 0 đến 1. Cái này cũng từ 0 đến 1. Đây này, nó có dạng là DU này, nhìn chưa? DU thì nguyên hàm là U thôi, đúng chưa? Như vậy là sẽ nguyên hàm là ra là E mũ Fx cận từ 0 đến 1. Như vậy là bằng EF1 trừ đi EF0. F1 bằng F0 bằng 5, cho nên cái này là bằng 0. Đã xong. Rất nhẹ nhàng. Đúng chưa? Được chưa nào? Đấy, có gì không hiểu là hỏi luôn nhé, rất đơn giản. Ô, cuối cùng bằng không à? Thế còn là phương án nào ô chết, sang cái bài trước. À đây rồi, bằng không. Nhiều người cứ nhìn thấy con năm mà cho con năm chết giả, không phải đâu, bằng không. Hoặc là viết theo kiểu này được, đổi biến như này. À, cận trên cận dưới bằng nhau thì nó ra bằng không cũng được. Đấy, nó có hai cách. Xin mời. Ui, bài này nhìn sợ thế. Khủng bố tinh thần chưa? Mấy cái bác dạy phổ thông hay nghĩ ra nhiều bài khó khó ra cho trò méo hết cả mặt làm. Cũng không vấn đề gì, luyện luyện thần kinh. Nhìn thì khiếp chưa? Riêng bài này thì tất nhiên mình nó phức tạp kiểu này thì mình phải đặt thôi, nó vừa phải thì mình hạn chế không phải đặt, nhưng cái bài này phải đặt.
Chúng ta nhìn thật kỹ ở diên tử Bài này dưới. ra 8 à? Ui, giỏi thế. Làm nào đấy, bấm máy à? Em tách cái x bình, à cái mẫu ấy, em rút x ra bên ngoài, bên trong còn x cộng với name x, xong rồi đặt đặt cái gì ạ? Đặt x cộng name x bằng t, xong rồi tính cận như vậy ạ. À thế à? Thế nó ra luôn à? Vâng. Đúng rồi đấy. Cách giải đấy đúng rồi. Đặt t bằng x cộng logarithm của x. Bọn này rất rất mình cười. Sau này nó sử dụng phần mềm tốt nên nó thậm chí cái người ra đề thì nó có cái ưu thế là trong tay người ta có thể sử dụng mạng. Cái bài này thầy nhập vào nhong 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 phát ra đáp số ngay. Nhưng mà vấn đề khốn khổ cho chúng ta là chúng ta đi thi chúng ta làm sao mà có cái đấy được đúng không? Nào, bây giờ tính vi phân nha. Vi phân của hàm số bằng đạo hàm nhân vi phân đối số thì cái này đạo hàm được bằng 1. Cái này đạo hàm được bằng 1 trên x. Để quy đồng lên thì nó chính là x cộng 1 chia cho x dx. Ôi tôi chết rồi, nhìn thấy giống chưa? Cái này. Viết chậm ra này. Thì là mình khó chịu. Đấy nha, nhìn lại nha. Đấy. Nó là x cộng 1 chia cho x nhân với x logarithm của x này. Thì mình sẽ tách ra như sau này, 1 này chia cho x cộng với logarithm của x này. Nhân với x cộng 1 này chia cho x này để x nhìn thấy chưa? Đấy. Tiếp tục này. Như vậy là 1 trên t này. Còn đây chính là dt này. Thêm vào cận cận. Đúng rồi đấy, bây giờ nó ra rồi còn gì nữa đúng không? Để bài cho x chạy từ mấy đến mấy? X chạy từ 1 đến e. Với cách đặt như trên nhé. Mà nếu x bằng 1, nếu x bằng 1 thì là 1 cộng logarithm của 1 bằng 1. Còn x bằng e thì là e cộng với logarithm của e, như vậy là e cộng 1. Đấy, e cộng 1. Thế 1 trên t thì nó là đạo hàm của cái gì? Nó là logarithm của t cận từ 1 cho đến e cộng 1. Ô hô hô. Kết quả là logarithm của e cộng 1 trừ đi logarithm của 1, logarithm của 1 bằng 0. Như vậy là ra logarithm của e cộng 1. Nha, chuyển lên đây để nhìn này, logarithm của e cộng 1. Thế bây giờ thì nhìn ra a bằng mấy chưa? A bằng 1, b cũng bằng 1 nốt. Quá là hay, đạt thì nhìn được ra cái đặt tên là thành công lớn. Xong rồi đấy, đúng không? A bằng 1, B bằng 1 thì ra được gì nữa? Kết quả cái này là bằng mấy nhỉ? 1, 1, kết quả. Ôi, ai vừa bằng 1, bằng 8 nhỉ? Thế em sẽ như nào vậy mà? Cái gì cơ? Sao em bấm máy tính nhầm? À, thế à? Như vậy là a bình thì bằng 1 trừ đi ab là 1 tiếp cộng với b bình tiếp, như vậy là bằng 1, đáp số bằng 1. Được chưa? Rất dễ dàng. Hơi khó đúng không? Nhà nó có mỗi cái thao tác này nó tách ra này mà nhiều người toát hết cả mồ hôi không làm được. Cái x bình phương cộng với x logarithm của x đặt ra ngoài. Thế là đặt liều đặt thử cái t bằng cái này đằng sau cái ra luôn. Quy đồng lên là x cộng 1 chia cho x dx, nó chính là cái tách ra đây. Như vậy cái x cộng với 1 chia cho x dx thì nó chính là dt. Còn cái này chính là 1 trên t, thay vào nó ra. Xong. Không dễ đâu, là khó đấy, làm nhiều nó mới quen được. Thế tương tự như vậy thì nó có thể thay đổi cái câu hỏi đi, người ta có thể tính yêu cầu tính a mũ 3 trừ b mũ 3 thì cách làm tương tự. Ui, cái gì đây? Xin mời.
cái trường Lê Hồng Phong ấy, toàn nghĩ ra bài quái dị. Đấy, xin mời. Bây giờ mình mới thử như này nhé, cái thằng x xì cộng 1 tất cả bình ấy, thì nó là x bình cộng với 2x cộng với 1. Còn cái thằng này là x trừ đi 1 trên x, mình lấy đạo hàm ấy, thì nó ra là 1
cộng với 1 trên x bình. Thì như vậy nó chính là 1, là x bình cộng 1 trên x bình. Bắt đầu lờ mờ đoán ra là làm gì chưa? Đây có x bình cộng với x này, cộng với 1. Thì là như vậy nó thừa ra cái chỗ này. Bây giờ mình mới lấy thử là x nhân với e mũ x trừ đi 1 trên x tất cả đạo hàm nó bằng cái gì. Ủa, từ từ xem có đúng nhỉ. Đạo hàm thì thứ nhất là 1 nhân với e mũ x trừ đi 1 này. Tức là x đạo hàm ấy cộng với đằng sau này. Cộng với đằng sau là x x nhân với e mũ x trừ 1 trên x nhân với nhân với x trừ 1 trên x tất cả phải x trừ 1 trên x tất cả phải. Như vậy nó là bằng 1 nhân với e mũ x trừ 1 trên x. Cái này đạo hàm vừa chúng ta tính rồi. Một trừ cộng với 1 trên x, 1 trên x bình, một đứa chết chưa giống, chưa ra giống rồi. Này cái này x không đặt thế nào nhỉ, hay là đặt cả hai hai lần. Ô, đặt x bình mới được. Đặt x bình. X bình đúng rồi, phải x bình thì nó nhân cái đằng sau nó mới bằng mồm giả nước đi, nó phải là x bình. À, như vậy là chúng ta sẽ đặt như sau này. Mình đặt x bình cơ thì lấy đạo hàm mới ra được. Chúng ta sẽ đặt t bằng xc bình. Cái này mà nghĩ được ra thì quá giỏi. Đấy. Thì bây giờ mình lấy đạo hàm trước. Đạo hàm này 2x này e mũ x bình trừ đi 1 trên x này à. Cộng với cái thứ nhất giữ nguyên này nhân cái thứ hai đạo hàm này e mũ x trừ 1 trên x tất cả đạo hàm này. Như vậy là 2x như này đấy, bây giờ nó giống cái này cộng với x bình phương này, cái này là e mũ u đạo hàm bằng chính nó này nhân với u phẩy này, u phẩy chính là 1 cộng với 1 trên x bình. Thôi bây giờ là xong rồi. Bây giờ nhóm e mũ x trừ 1 trên x, e mũ x trừ 1 trên x ra ngoài thì ở trong còn lại là đằng trước là còn 2x, đằng sau là đây này, đây mới ra này thì nó chính là x bình cộng với 1. Trời ơi, nó chính là cái này. Hóa ra nó chính là bằng x cộng 1 tất cả bình phương nhân với e mũ x trừ 1 trên x. Ô khỉ, đoán là chơi khó thế. Xong rồi. Như vậy là mình vừa đặt t bằng cái gì nhỉ? Như mình như vừa vậy là mình vừa đặt t bằng x bình nhân với e mũ x trừ 1 trên x, đúng không? Suy ra dt, dt chính là bằng cái này, dx này, x cộng 1 tất cả bình phương e mũ này dx, còn đổi biến đổi khẩn nữa từ 1 đến mấy, từ 1 đến 2, 1 đến 2 của x cộng 1 tất cả bình e mũ x trừ 1 trên x dx thì nó sẽ bằng x bằng 1 thay vào thì t bằng x bằng 1 thay vào đây e mũ 0 thì như vậy nó vẫn bằng 1. Nếu x bằng 2 thì thay vào đây 2 thì là e mũ bao nhiêu đấy, 2 trừ đi 1 phần 2 là 3 phần 2 4 e mũ 3 phần 2
dt như vậy là bằng t cận từ 1 đến 4 e mũ 3 phần 2, tức là bằng 4 e mũ 3 phần 2. Có nhầm nào không? Trừ đi 1, xong rồi. Ui giời, toát hết mồ hôi mới ra được kết quả. Xong là thay vào cái trên là ra 4 e mũ 3 phần 2 trừ đi 1. 4 e mũ 3 phần 2 trừ đi 1. Như vậy là m là bằng 4, p là bằng 3, q là bằng 2 và n là bằng 1. 4, 3, 2, 1. Xong. Bài này đặt hơi khó đúng không? Chết sợ. Sợ khủng khiếp. Bài đấy là bài khó nhất của cái dạng bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 4. Bốn là tính tích phân bằng phương pháp đổi biến. Phương pháp đổi biến thì nó cũng tương tự như trên, tức là chúng ta sử dụng công thức là vi phân của hàm số bằng đạo hàm nhân vi phân đối số, tức là du bằng u phẩy nhân với dx, và đấy là u là hàm của x, thế còn ở dưới là x là hàm của t thì nó lại là dx thì bằng g phẩy t dt. Lưu ý là khi đổi biến phải đổi cận, tức là khi chúng ta đổi biến số thì cận trên và cận dưới cũng phải đổi theo. Đây là cái hay sai nhầm lầm nhất trong hàm. Thì cái dạng bài đầu tiên là tích phân của hàm chứa căn thức. Xin mời tập đổi biến đổi cận cho nó quen. Đây nha, chúng ta làm cái này, các thầy cô giáo của các em mà dạy trên lớp mà đem vi phân ngay này, cái việc đấy là của các thầy cô dạy, còn nhưng thầy dạy là phải đem bình phương trước rồi hãng lấy vi phân. Nếu tính ngay nhé thì nó có dạng là căn bằng 2 của u, đạo hàm thì bằng u phẩy chia cho 2 căn u đúng không? Đấy là nếu tính luôn, được rồi thì tính luôn, cách thứ nhất là tính luôn này. Như vậy là dt nó sẽ bằng là 3x lấy cộng 1 lấy đạo hàm chia cho 2 căn bậc 2 của 3x cộng 1 nhân dx, được chưa? Chốt lại là bằng 3dx chia cho 2 căn bậc 2 của 3x cộng 1. Từ đây chúng ta sẽ rút được ra là dx chia cho căn bậc 2 của 3x cộng 1 sẽ bằng 2 phần 3 của dt. Rồi, sau đó đổi biến đổi cận vào là xong. Đổi biến đổi cận là như thế nào? Bây giờ x thì bằng 0, chúng ta thay vào thì t của chúng ta là căn bằng 1. Còn x thì mà bằng 1, chúng ta thay vào thì t nó bằng 2. Đấy, như vậy là từ cái này chúng ta thêm dấu tích phân vào nhé. Ở đây chúng ta thêm dấu tích phân từ 0 đến 1. Dx chia cho căn này thì là bằng 2 phần 3 tích phân từ 1 đến 2 của dt bằng 2 phần 3 của t cận từ 1 đến 2. Thế là xong. Như vậy sẽ ra là 4 phần 3 trừ đi 2 phần 3 và bằng 2 phần 3. Được chưa? Đấy là cái cách thứ nhất là chúng ta lấy luôn vi phân này, nhưng mà phải học thuộc công thức như thế nào chỉ đấy. Đây này, căn bậc 2 của u đã bằng u phẩy chia cho 2 căn u. Nhưng mà xin thưa rằng lúc đi thi rất dễ bị quên. Lúc đi thi hay quên hay là lắm. Nhưng mà bình phương thì quên không quên đâu. Bình phương này. Đấy là cách thứ nhất nha. Cách thứ hai là vẫn đặt như thế nhưng mà chúng ta đem bình phương luôn. Bình phương này. T bằng căn bậc 2 của 3x cộng 1. Đem bình phương lên thì T bình bằng 3x cộng 1. Lấy vi phân 2 vế. Vi phân bên trái là 2T dt. Vi phân bên phải là 3dx, đúng chưa nào?
Như vậy giả nước đi thì cuối cùng là dx thì đúng vẫn bằng dx bằng 2 phần 3 của tdt. Bây giờ mới thay vào từ từ nhé, không có nhầm nhé. Trong bài của chúng ta là dx chia cho cái căn này, thế dx thì là bằng 2 phần 3 tdt. Thế còn cái căn kia mình đặt bằng t mà, thấy chưa, giả nước đi nó vẫn như cũ chứ. Giả nước đi thì nó được cái gì đây? 2 phần 3 của dt. Rồi xong nó điền dấu tích phân vào cho cận vào là xong. Đấy. Đấy là chiêu thứ hai. Chiêu thứ nhất là cứ thế lấy đạo hàm luôn, còn chiêu thứ hai là đem bình phương rồi mới lấy đạo hàm. Chiêu thứ ba là không cần đặt ẩn phụ nhưng mà mình phải sử dụng thạo thì nó mới làm được. Là như sau. Là phải đi lấy đạo hàm của căn bậc 2 của à không. Thôi cái này đặt, chắc phải đặt ẩn phụ. Cái này có căn thì nó rắc rối hơn, nó dễ nhầm ạ. Không có căn thì mới đem nó dễ. Rồi rồi, hai chiêu như thế. Đấy, đấy là đề của chuyên Vinh. Đây là chỉ mức độ một, chưa gọi là mức độ 2 đâu. Có thể bấm máy ra kết quả luôn. Xin mời. Ui ui, nhìn sợ thế. Bài tiếp theo. Mình ở đây là vừa luyện bài dễ vừa luyện bài khó, thầy không chỉ dạy các em cả toàn bài dễ không, lúc đi thi gặp bài khó cái là các em đứ đừ ngay nhá, phải làm cả dễ cả khó thế thì nó mới có được cái điểm cao được chứ. Đặt mục tiêu bây giờ, chuẩn bị định hướng cho mình trường nào, chuẩn bị đi. Bây giờ chúng ta nhìn qua như thế này thì một cái là ở bên ngoài nó có x cộng 1, một cái là nó có căn bậc 2 của x cộng 4 thì không nghi ngờ gì nữa, chúng ta cứ phải đặt cái căn trước để thử trước nhá. Đặt t bằng căn bậc 2 của x cộng 4 như này, đừng lấy vi phân ngay, lấy đạo hàm lên lấy vi phân, rồi lấy vi phân thì nó dễ hiểu hơn. Đạo hàm à, bình phương lên này, t bình thì bằng x cộng 4 thì nó hình dung như cả hai cái này đều bằng một cái u. Đấy, thế thì du ở bên trái là cái gì? Du ở bên trái thì nó là 2t dt đúng chưa nào? Thế còn bên phải thì là dx. Bởi vì sao? Bởi vì x cộng với 4 là đạo hàm thì nó bằng 1 mà. Đúng chưa nào? Rồi, như vậy dx thì xong rồi nha, dx chính bằng 2t dt. Rồi, ngoài ra còn có cái chi tiết này nữa là cái này thì nó là t rồi, còn cái bên ngoài nó là x, cho nên mình đem bình phương lên thì là mình mới rút ra được là x thì bằng t bình trừ 4. Tí mình đổi cận sau nhá. Như vậy cái làm chậm chậm này, dx này chia cho này x này nhân căn 2 của x cộng 4 này, từ từ thay vào nó nhầm này. Dx thì là cái gì? 2t dt này. Cái căn này thì là cái gì? T. Cái đứng trước thì là cái gì đây? T bình trừ 4. Đấy, bắt đầu thay cận nhá. Ôi, cận từ mấy đây? 5 đến 21. 5 đến 21. À đây. X bằng 5 thay vào đây, 5 cộng 4 là 9, khai căn là bằng 3. Tiếp tục 21, 21 cộng với bên 4 là 25, khai căn là bằng 5. Đấy. Bây giờ bài toán đã chuyển được từ cái dạng có căn về cái dạng hữu tỉ rồi. Mà hữu tỉ mình học từ trước rồi, dạng trước rồi, đúng không? Đấy, học nó phải có một mạch như thế.
T dưới giả nước. Đúng chưa nào? Như vậy nó ra là tích phân từ 3 đến 5 của DT chia cho T bình trừ 4. Tính nốt hộ thầy cái này nào. Thực ra cái thầy cô giáo ở trên lớp dạy có thể cho luôn công thức đấy, nhưng mà có nhớ được công thức hay không mới là quan trọng. Nó có công thức nhé, chứ không cũng phải có đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ cái đầu ta là bé mà, bao nhiêu công thức làm sao mà nhớ hết được. Thế thì lại phải làm lại. Hai ông thầy ơi, Ơi viết thứ hai, viết thứ hai, cái gì cơ? thiếu con hai ở tử ngữ. À thiếu con hai ở tử ngữ, đúng rồi đấy, quên mất. Sướng quá, viết thiếu con hai chết xả. Tính nốt cho thầy cái này, dưới này là xong. Hình như cái dưới này bấm máy rồi đấy. À không, nó cái ra lô ga thì bẻ nó bấm máy nó chết rồi. Tiếp nha. Đến đây. Chúng ta bình tĩnh này, nghiệm ở dưới mẫu này. Ở dưới mẫu là T trừ 2 nhân T cộng 2 này. Nếu như ở trên tử là hàng số thì mình dùng phương pháp theo bớt thì nó nhanh hơn. Như thầy giáo đã dạy là chúng ta đặt nghiệm bé hơn hôm trước, nghiệm bé hơn là t cộng 2 đấy. T cộng 2. Nếu nó là hàng số thì lấy cái nghiệm cái lớn hơn, cái bé hơn trừ đi cái nhỏ lớn hơn. Đấy. Hai thằng này trừ với nhau bao nhiêu? Trừ cho nhau là bằng 4 đúng không? Bằng 4 thì phải là 1 phần 2 đằng trước thì nó mới như thế. Đây là kỹ thuật thêm bớt. Được chưa? Đấy. Như vậy là nó ra 1 phần 2, cái này chia cho cái dưới mẫu 3 đến 5, chia cho dưới mẫu là 1 chia cho t trừ 2 trừ đi 1 chia cho t cộng 2. Nguyên hàm của những cái này nó là toàn là quen thuộc rồi, 1 phần 2 logarithm trị tuyệt đối của t trừ 2 trừ đi logarithm trị tuyệt đối của đấy, cận từ 3 đến 5 thay vào, thế là xong. Thay nốt vào là xong nhá, tự thay nốt vào đây. Nói chung là dính cái căn hữu tỷ, tích phân hữu tỷ thì à, vô tỷ thì là làm toát mồ hôi ra rồi. Nó làm nhiều nó mới quen được. Cuối cùng ra phương án nào? Hạnh xong hết chưa Hạnh ơi? Em biết xong rồi ạ. Nó bằng bao nhiêu? Em nên bấm Cái này thì cần gì phải bấm thay luôn vào. là 1/2 len của 3 trừ len của 7 trừ 1/2 len của 1. Lô cái level của 1 bằng 0. Và level của 5 thì level của 5. Rồi, như vậy cuối cùng là nó bằng ba năm bảy, ba năm bảy so sánh với đáp số cuối cùng nha, 1/2 lên 357. Như vậy đáp số của người giải này bằng 1/2 3 cộng lên 5 trừ lên 7 nhé.
Như vậy là A bằng 1 phần 2, B cũng bằng 1 phần 2, C thì bằng trừ 1 phần 2. Xong rồi. Như vậy là A cộng với B thì bằng trừ 2C. Đúng chưa? A cộng B bằng trừ 2C. Đây là đề của bộ đấy nhá. Toát mồ hôi. Rồi một bài tương tự làm đây. Rồi mình chút là hình như làm giống như trên thì nó ra, nhưng mà nói chung cũng hơi mất thời gian, có ạ. Cách làm của chúng ta thì chúng ta vẫn là đặt t bằng căn bằng 2 của x cộng 9. Đặt t bằng căn 2 của x cộng 9 này.
em đem bình phương lên này, t bình bằng x cộng 9 này. Như vậy là d dx thì nó sẽ bằng 2t dt này. Và ngoài ra nữa là x thì sẽ bằng t bình trừ 9 này. Đấy, lại toát mồ hôi làm. Rồi, xong rồi thay vào kia. Đổi biến đổi cận từ từ nhá. Viết luôn này, không mắc nhầm này. Dx này chia cho x căn bậc 2 của x cộng 9 này. Thì trên tử nó là 2t dt đúng không? Rồi, ở dưới mẫu là x tức là t bình trừ 9. Thế còn cái căn kia thì chính là t. T trên t dưới giả nước giống như vừa nãy. Cận từ 16 cho đến 55. 16 khi thay x bằng 16 vào thì t là 16 cộng 9 là 25, hai căn là 5. 55 cộng với lại 9 vào là 64, 64 hai căn là bằng 8. Đấy. Dần nó sẽ quen thôi mà. Như vậy cái này là nó bằng, trên tử vẫn con số 2 đấy nha. 5 đến 8 của 2 chia cho t bình trừ 9 dt. Nếu như các em có công thức, nếu các em thuộc công thức được thì tốt, mà nếu không thuộc được thì em nhìn lại một cái để lấy công thức luôn. 18, 1 phần 18. Luca Lippe trị tuyệt đối của cái nhỏ đứng trước là cái lớn trước, cái lớn hơn cái nhỏ đứng trước, chia ra thì cái lớn lại đứng trước, cái lớn đứng trước. Như vậy nó sẽ là t trừ 3 trên t cộng 3, hay là t cộng 3 trên t trừ 3. Cái lớn đứng trước, cái dấu cộng đứng trước, sau khi giải nước thì là cái dấu trừ đứng trước. Rồi, à 6 chứ quên mất. Không biết là trên lớp các em có được học công thức hay không, nếu học thì nhớ được thì tính cho nó nhanh nhé, nó đỡ mất công. À, trên lớp có được học không công thức này này? Có hay không, có được học không? Trên lớp có được học công thức này không? Không đúng không? Không thì phải làm tiếp thôi. Và nếu mà học thuộc, nếu có rồi thì học thuộc rồi thì tính cho nó nhanh. Đây ra luôn kết quả, thay số vào xong. Đấy. Đây là 1 phần 6 mà, tại vì là trừ 3 mà t cộng 3 mà chi t cộng 3 mà trừ đi t trừ 3 thì nó thành dương 6. Dương 6 thì phải 1 phần 6 nó mới như cũ. Đấy, thay cận vào là xong. Nha. Bài này rất vất vả đúng không? Nếu có đề thì nó lại hỏi kiểu này. Xin mời. Này chắc làm dễ chịu hơn.
Trên Facebook thì nhiều người cứ gọi kết bạn học sinh, sinh viên nhiều lắm, thầy dạy online nhiều bạn đó, các anh chị cũng học cứ kết, có những cái thông tin không đăng nhập được cũng hỏi thầy, mình lại trả lời, không trả lời thì bảo là kêu, mà trả lời thì các bạn khác lại cứ thế chuyển nhau, cứ thế là hỏi. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm bài này thì như thế nào? Thì thực ra là nó gợi ý luôn cách giải thôi. Cách giải đây này, nó tất nhiên nó có hai cách, một là đặt u bằng căn bậc 2 của x bình trừ 1, hai là đặt u bằng căn bậc 2, một cái có căn một cái không có căn. Thế nhưng bài này thì nó bảo đặt như thế kia thì là u bằng x bình trừ 1, cứ thế mà tương vi phân thôi. Du nó sẽ bằng 2x dx. Đấy, 2x dx này, nhìn thấy rồi đây này. Đây này. Như vậy là 2x này, dx này thì nó là du này cộng với cái căn ở giữa này. Thì nó chính là gì? U. Nếu mà nói nguyên hàm thì nó rất là dễ, như thế là xong. Nhưng mà bây giờ x phân nó phải đổi cận, x bằng 1 thay vào đây thì u bằng 0, mà x bằng 2 thay vào đây bằng 3. U tôi chết. À quên, nó còn cái căn. Đây, thế là xong, quá dễ dàng. U chết, không trúng đáp án nào. Đúng chưa? Đấy, nó chỉ có đặt như thế thôi là xong. Thế là căn bậc tích phân từ 0 đến 3 của căn U, như vậy là phương án A, đúng rồi. Tiếp tục. Bài tiếp theo, xin mời. Ô, ta bị ao rồi. Bây giờ người ta bảo là đặt x bằng 4 sin t thì mình cũng phải đổi tương ứng. Nó có thể là nhầm, có thể biểu thức ở trong thì nó đúng nhưng mà cận của nó không đúng, mà ngược lại có thể cận thì đúng nhưng mà biểu thức ở trong không đúng. Cái này là phải cẩn thận. Như vậy là người ta bảo là đặt x bằng 4 sin t đúng không? Thế thì từ đây mình sẽ lấy dx thì sẽ bằng 4 sin t đạo hàm, thì nó bằng 4 cos t dt. Tiếp tục là cái căn bậc 2 của 16 trừ x bình, thì mình sẽ viết là căn bậc 2 của 16 trừ đi 16 sin bình. 16 nhóm ra xong đưa ra ngoài thì là 4. Căn bậc 2 của 1 trừ sin bình. Căn bậc 2 của 1 trừ sin bình thì làm căn bậc 2 của cos bình. 4 trị tuyệt đối của cos t. Nhưng với cách đặt như này là con t của chúng ta là thuộc vào trừ pi trên 2. À không, em thuộc từ đâu nhỉ? À thuộc từ 0 đến pi nhỉ? À không, từ đâu để cho sin nó quét cả âm cả dương thì là từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2, đúng rồi. Đấy, thì trên cái miền này thì cos của nó dương cho nên là bằng 4 cos t. Rồi, lắp vào. Lắp vào nha.
Y cái này thì là 4 cốt này. Cái này 4 cốt này, cái kia 4 cốt tiếp nữa là 4 4 16 nhá. Đúng chưa? 2 căn 2 rồi, bây giờ viết ra đây. Như vậy là 16 cốt bình phương. TDT. Cái này đã, ban đầu đang là cận từ 0 đến 2 căn 2. 2 căn 2. Nếu giờ mình thấy x gì mà bằng 0 thì cho vào đây. 4 sin t bằng 0, bấm shift sin 0 bằng thì kết quả cũng bằng 0. Thì mình thay bằng 2 căn 2. Tức là 4 sin t bằng 2 căn 2. Thì rút ra là sin t bằng căn 2 trên 2. Bấm shift sin căn 2 trên 2 bằng, như vậy nó là pi trên 4. Anh nhìn thấy công thức nào chưa? Có nhìn thấy công thức nào? Cứ tưởng như cái này nhưng không phải, cái này là sai. Bởi vì nó có dấu trừ. Cứ tưởng cái này nhưng mà cũng không phải, đây là sin. Thực ra là cái này nó bằng cái này. Nhưng mà cốt bình phương cái hạ bậc của chúng ta là cốt bình t. Cốt bình t hạ bậc là gì? Cốt bình t hạ bậc thì nó là bằng 1 trừ đi, à 1 cộng với cốt 2t. Tất cả trên 2, như vậy 16 hạ bậc ra thành 8 và cái chuẩn nhất đó chính là cái chuẩn, nó là phương án A. Đấy. Nói chung là đối với trường hợp mà nó có căn này làm khá vất vả. Bây giờ chúng ta làm cái tích phân lượng giác cho nó dễ chịu một chút, làm nốt câu này. Ở đây nó vừa có sin vừa có cos, có nhớ cách giải như nào không? À, Hải Linh có nhớ cách giải như nào không? Hình như là đặt cốt bằng D ở đấy. Nhưng đặt cos là đặt sin, tại sao đặt cos mà không đặt sin? Em không nhớ. Không, như này nó đơn giản là như này, cái chìa khóa của nó chính là cái thằng sin nó mũ 1. Sin mũ 1 đặt đặt cos thì ra ngay, chứ mà đặt theo sin là chết. Trong những cái có vừa có sin nhân nghi cos thì cái thằng nào mũ 1 thì đặt cái thằng còn lại nhé. Vấn đề là nhớ hay không nhớ. Đây này nó là mũ 1 này, cho nên là như này. Mình sẽ đặt t bằng cos x thì suy ra dt của chúng ta sẽ bằng, dt sẽ bằng cos x đạo hàm này bằng trừ sin x đấy. Nhìn thấy chưa? Thấy nó ra chưa? Đấy, tức là trong đấy có một cái mũ 1 thì là may mắn cực kỳ luôn rồi. Thì cứ đặt cái còn lại nhé, đặt cái còn lại. Rồi, tí chúng ta sẽ đổi cận sau. Không được cái đổi luôn thì x bằng 0 thay vào cos của 0 bằng 1, như vậy t bằng 1. Thế mà x mà bằng pi thay vào t bằng cos của pi bằng trừ 1. Bằng trừ 1. Đấy. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ có cái nguyên hàm này bằng cái gì? Thế dấu sao lượng giác vẫn làm dễ hơn là vô tỉ. Từ từ này, cái này nhá thì là bằng t mũ 3 sin x dx thì bằng trừ dt đúng không, trên đấy. Rồi cận này 0 đến pi này ứng với 0 thì t bằng 1 này, mà ứng với lại pi thì t bằng trừ 1 này. Ôi, cái này tự tính được nốt rồi, một tí nữa nó xong rồi. Một chết. Nguyên hàm của t mũ 4 đổi đầu với cuối là 1 này. Đổi dấu trừ này nữa là 2 này. Đầu cuối đổi là 1, trừ đổi nữa là 2.
Như vậy nó sẽ ra từ trừ 1 đến 1, t mũ 3 dt. T mũ 3 thì nguyên hàm là t mũ 4 trên 4. T mũ 4 trên 4 cận từ trừ 1 đến 1. Ôi tôi chết, nhầm dấu ở đâu? Bằng 0 ạ. Ồ nó đúng bằng 0 rồi. Bằng 0 là chính xác đấy. Rồi thế là xong. Từ từ kiểm tra lại xem có đúng không. À đúng rồi, ui dồi ôi dại quá. À không, cái này nó không phải là hàm này thì là hàm lẻ đúng rồi, nhưng mà không phải là tích phân từ trừ, ví dụ từ trừ pi đến pi thì ta bằng không ngay. Rồi xong rồi đấy. Thế thì mình xem có một bài tập về nhà tí nhỉ. Đây bài tập về nhà một bài thôi, chụp lại hình.